Hôm qua con đi lên Đức Trọng à. Trên lúc đường về con gặp một số chuyện của Phật tử và họ có kể cho con nghe cái đời sống tu hành của họ. Trong đó có một cái câu chuyện mà cái nội dung của nó liên quan đến cái cách ứng xử chị em trong gia đình. Chị thì rất thương em, lo lắng từ A đến Z. Em á, chưa lên tiếng mà chị đã giúp đỡ rồi. Nhà không có thì xây, tiền thiếu là cho, không cần cho mượn. Nhưng tới chừng trục trặc xảy ra thì em nó quay lại nói những lời tổn thương, hắc hủi, làm cho cái người chị xưa nay vốn hy sinh không điều kiện cho người em ấy, khiến cho rất là chùng cái lòng mình xuống, đắng cay. Và không ngờ tới người mình thương, mình lo, cuối cùng lại nói ra những lời khiến mình tổn thương sâu sắc, rất nặng nề và không nói lên lời được. Khi mình thương một người nha, thì bởi vì con người á, con nói với đại chúng là làm con người á, không có cái vị ngọt nào trên đời này ngọt bằng cái vị ngọt của cảm xúc thương yêu đó. Cho nên khi mà mình thương một ai đó là mình rất là cẩn thận coi cái người nhận cái tình thương là vị ngọt của mình cho họ đó, cái người đó như thế nào. Nếu mình không cẩn thận, mình biểu hiện một cách tùy tiện và quá sớm, cái người kia họ nhận được á, họ xây mình giống như con rối, là do mình chứ không phải do họ. Tức là mình thương nhưng mình đừng có vội vàng biểu hiện tình thương mình ra quá sớm. Khi mình biểu hiện tình thương của mình ra quá sớm á, là do mình sao? Do mình thương họ quá đi, mình không thể ngăn cản được cảm xúc của mình. Mình muốn nói cho họ, mình muốn làm cho họ, mình muốn cho họ biết rằng mình thương. Nhưng mà khi họ biết rằng mình thương họ thì mình sẽ hại họ theo hai chiều hướng sau đây. Chứ trên đời này người ta nói tình thương là quan trọng nhất, nhưng mà tình thương cũng là cái thứ nguy hiểm nhất. Cho nên Đức Phật hay chư tổ, giống như tổ Bồ Đề Đạt Ma, ai ở đây thấy con mắt của tổ Bồ Đề Đạt Ma rồi? Nó làm con mắt mình giống như con mắt của tổ Bồ Đề Đạt Ma được không? Trời, trời tráo lên vậy đó. Nhưng mà trong tâm thì chỉ có một thứ thôi, từ bi. Tức là khi mà họ vô tham ở trong lòng, họ không có nhu cầu gì cho bản thân họ nữa hết á, thì bên ngoài họ không cần cái gì hết trơn, có vẻ giống như họ sỏi đá lắm vậy. Nhưng mà trong lòng của họ chỉ có một thứ thôi, vì hết tham thì chỉ còn thương. Thì cái tình thương đó thì thế gian này họ cần. Còn mà trong lòng mình mà còn tham ấy, mà mình nói mình thương ai đó, nguy hiểm cho họ. Trước là hai hướng sau đây. Một, họ cũng đang là người tham, cho nên mình cho họ cái vị ngọt cảm xúc, họ nắm giữ cứng ngắc, khiến cho họ ngày càng tham hơn. Thì mình không đáp ứng được giống như là lần đầu nữa, họ nói mình phản bội. Mình cho họ một thứ, mình
cho họ 10 ngày họ không nhớ. Cái ngày thứ 11 mình không cho, họ nhớ cả đời. Là do mình. Giống như mẹ chăm sóc con à, không kể, không tính, không đếm cả đời. Nhưng mà con có chăm sóc mẹ một ngày thôi là nó kêu anh hai nói gì, tôi xong ngày rồi đó. Dạ thưa anh, nó làm tổn thương cái tim người mẹ vô cùng. Thì nè, khi mà có người, một người A cho người B một vị ngọt thì làm cho người B tăng lên lòng tham. Khi mình khiến cho một người mà lòng tham tăng trưởng thì mình gieo cái nhân xấu chứ không phải là tốt đẹp gì đâu. Phải không? Vì như mình thương đứa con mình che chở, mình lo lắng, mình làm hết mọi thứ. Thậm chí mình đưa tiền cho nó tiêu luôn mà không cần nó phải đưa cái thân nó ra nó làm việc. Thì mình chỉ làm tăng cái lòng tham của nó lên thôi. Và dĩ nhiên mình hại đời nó. Khi lòng tham nó không có cái thức ăn đáp ứng nữa là lúc nó đi trộm cắp. Còn một cái xu hướng nữa, khi mà mình thương một người, mình cho họ cái vị ngọt cảm xúc của mình á, nếu họ là không phải người tốt, họ lợi dụng và họ quay mình giống như con rối, thì cũng là do mình không có cẩn thận biểu hiện cái cảm xúc đúng lúc, đúng nơi, đúng người, đúng chỗ. Mình cứ nghĩ là cứ thương là cứ nói, cứ thích là cứ biểu hiện ra, và cái cho họ thấy là mình cần họ. Vậy mình làm mọi thứ để cho họ ở bên cạnh mình, mình chăm sóc, mình thương yêu từng chút một chi tiết. Đó là thường thì người A thương người B quá nhiều. Thương là mẹ thương con hay là nam thương nữ, nữ thương nam gì. Khi mà mình thương một ai đó quá nhiều, quý vị biết điều gì không? Là bởi vì mình tham quá nhiều. Bởi vì cái người đó cho mình một cái giá trị quá nhiều, ở bên cạnh họ mình cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng. Điều này rất hơi khó hiểu. Tôi không phải thương anh vì anh là ai, mà tôi thương anh quá bởi vì tôi là ai khi tôi ở với anh. Nhưng anh cho tôi một cái giá trị như là một con người, tôi thấy tôi được nhận ra. Và tôi nói tôi thương anh nhưng chẳng qua tôi thương tôi, và tôi không thể kiểm soát nổi cảm xúc, cho nên tôi biểu hiện ra cho anh biết rằng là tôi thương anh, nhưng thực ra là do anh mang đến cho tôi một cái cảm xúc ngọt ngào, và tôi thấy đời tôi ý nghĩa do anh. Mình có nhận ra điều đó không? Nếu mình nhận ra điều đó thì mình không có nói là mình thương ai hết, mình đang nhờ họ làm cho mình giá trị. Thì lúc đó mình không có cảm giác là mình cho và họ không phải là người nhận, thì mình không thấy mình là Chúa ban ơn để kia không phải là một con chiên nhận lãnh cái ơn đặc sủng của Chúa, để sau này mình không có cảm giác mình là người bị phản bội. Hay ăn cháo, họ ăn cháo, mình cho họ bát cháo, họ ăn xong họ đá cái bát luôn. Mình không có cảm giác đó. Nếu như từ đầu mình thương, mình không có đầu tư cái tôi bản ngã vị kỷ tham lam của mình vô trong họ, bằng cái tình thương nào là cái vị ngọt cảm xúc mà cho ra, nó cũng gây cho mình tổn thương hết, chạy đường trời nổi. Cho nên người tu và người tuyên bố không thương ai hết. Không thương ai hết đó chính là đích thực thương người ta. Bởi vì thương họ là làm hại họ, hai cái hướng đó, làm cho họ tăng lòng tham. Thử mà một người mà thương mình coi, biết bao nhiêu cái đủ. Họ lo cho mình 100 điều, họ không lo một điều thôi, là 100 trừ 1 bằng bao nhiêu? 100 trừ 1 bằng 0. Nhất là người nữ, không phải nữ nam gì hết. Hễ lòng tham của một con người nó không có giới hạn thì nó không có thấy đủ, nó không có thấy vừa lòng, thì mãi mãi là nó thấy thiếu. Và khi nó thấy thiếu thì cho bao nhiêu tăng cái lòng tham lên là nó còn thấy nhiều hơn trước đó bấy nhiêu. Cho nên người tu là người không có đi cho người khác cái thứ mà họ thích, mà là người
giúp cho họ thấy được cái thích đó là lòng tham, giúp cho họ thấy được cái thứ mà làm cho họ khổ đó là lòng tham. Chứ đừng có mong làm cho họ hạnh phúc và thỏa mãn bằng cách làm cho lòng tham của họ được đáp ứng. Còn khi mà mình khổ, mình nghĩ là mình làm gì đó cho ai, mình nghĩ là mình tổn thương, mình hết lòng mà cuối cùng họ không hiểu mình, không có đâu nha, do mình hết. Do mình thương họ quá, tức là mình tham quá. Mình tham cái người đó ở bên cạnh mình. Nếu họ là người mẹ mình thì họ che chở mình thì mình tham thôi, chứ họ mất cái mình đâu có biết là họ đi về đâu đâu. Mình khóc thì nước mắt nó cho ai? Cho mình bé thơ không còn nơi nương tựa. Còn mình là người mẹ, mình thương đứa con quá, mình chưa biết đứa con đi đâu, mình khóc quá bởi vì mình thấy mình mất đứa con. Thấy không? Nước mắt mà mình khóc cho ai? Cho mình chứ chứ. Như vậy thì tình mẹ con với mẹ thôi mà nó đã tham rồi, huống hồ gì tình yêu. Khi mà con người của mình mà còn có bản ngã tham lam ấy, thì mình thương một ai đó là cơ hội để cho mình bị tổn thương. Cho nên con thương ai hết. Vậy còn mẹ con thì sao? Mẹ con ở nhà, bé đang bệnh á, ta một mình tu hành chưa được bao nhiêu, nhưng mẹ mà bỏ đi như vậy là con thấy con có lỗi. Nhưng con biết con ở bên cạnh bà không tu được nhiều giống như bà xa con. Là vậy đó. Cho nên con ở bên cạnh con có thể lo cho bà được miếng cơm manh áo ấm no, lạnh nóng, viên thuốc lúc đau bệnh. Nhưng cái tâm của bà dính mắc vô con, không có nghĩ tới chuyện tu hành tụng kinh tụng kệ. Con để ý mỗi lần con về nhà là bà không có nghĩ tới cái chuyện công phu. Mấy cứ bà ngồi bà muốn cho con ăn ngon, mập lên, bà muốn con vui, con khỏe. Bà nghĩ tới cái chuyện là bà cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi bà nhìn đứa con bà vui, là bà thấy ô đời tuyệt vời quá, đủ. Con cảm nhận vậy, con biết cái nó rơi vào cái hoàn cảnh éo le là bà có một mình con thôi, con phải đi. Là bởi vì khi con đi như cái đầu tròn áo vuông này thì bà mẹ bà hướng về đứa con như là một ông thầy ở trong chùa, và bà ở nhà bà nhớ mà bà làm cái gì đó giống cái ông thầy đứa con kia. Cốc 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 cốc. Ngọt. Bà phải làm gì đó giống ông thầy đứa con kia là ăn chay. Ông ăn chay, tôi cũng ăn chay. Mình thương một người là mình muốn làm cái gì đó giống họ. Thì con thương mẹ ăn chứ. Nhưng mà con biết thương cách sao để cho nó không có đi sâu trong sinh tử luân hồi. Cho nên nhiều lúc mình thương một người, gặn cái tình thương nó lại, đừng có biểu hiện ra, vì nó không tốt đẹp gì chứ. Bởi vì nó là món mồi ngon, rất là ngon, có vị ngọt á, ai cũng thích á. Còn lòng tham á, ai mà thương mình thích á. Ai mà chăm sóc mình, ai mà bảo hộ mình, ai mà cho mình một cái giá trị quan trọng, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Cho nên mình cẩn thận, mình không có cho miễn phí cái tình thương ra bên ngoài. Nếu như đó là cái lòng tham của mình cảm thấy giá trị qua người đó, tức là mình thương không phải bởi vì họ đem đến cho mình một cái gì đó mà mình thương. Không nên thương họ, không nên biểu hiện tình thương ra nếu mà mình đã có cái gì đó với họ. Nếu mình thương họ là mình hại họ thôi. Cho nên thương nó đi với hại, thương hại. Cái câu chuyện của người Phật tử mà con kể, người chị lo cho người em quá mức, cho người em quay lại và nói những cái câu nó đâm thẳng vào tim người chị. Người chị trùng chân lại, ngỡ ngàng, cảm thấy rất là tổn thương.
Bây giờ con hỏi cho đại chúng ở đây có từng thương ai và cuối cùng bị tổn thương bởi người đó không nè? Có. Mình có tổn thương những người chạy dưới đường không? Không. Mình tổn thương với cái người mình thương, mọi người mà mình càng thương là càng tổn thương. Nhất là người thân trong gia đình, nhất là đứa con của mình, nhất là người chồng mình, nhất là người vợ. Và mình tu phước nhiều lắm nha, mình lên chùa mình làm phước rất nhiều, mình tụng kinh, mình giữ giới, mình đi khóa tu này khóa tu kia. Nhưng với cái người mà mình dễ làm tổn thương nhất là người mà ân nhân với mình cả đời á, cái miệng của mình nó phá tan công đức mình tu mấy ngày. Đúng vậy. Nói một câu mà họ không kịp đỡ, ức ở trong người chịu không nói, là cái đức của mình nó tụt lút lên. Nhất là đối với hai đấng sinh thành mẹ và cha, hãy ngôn ngữ mà mình thốt ra một cái mà họ cảm thấy khó chịu một chút là cái đức mình tu một tháng hết. Gớm vậy. Cho nên đó, mỗi tối con chia sẻ với đại chúng. Con nói luôn xong câu chuyện của bà chị đó. Thì qua câu chuyện của bà chị đó, con mới chia sẻ thế này nè cho cô Phật tử đó. Khi mình thương một người mà họ là mình chung bước chân xuống vì những lời tổn thương họ ghim trong lòng mình, là cái tình thương của mình nó được chia ra ba bậc sau đây. Cái sự tổn thương trong lòng mình á, mình phải thấy được là lý do như thế này nè. Thế nên mình mới biết mình tu là mình đang tu cái gì, chứ không nhất định là mình ngồi xuống mình tụng kinh có mỏ mình tu xong rồi mình ra rồi mình thương yêu để cho người thương của mình làm mình tổn thương nhất. Người chị mà thương người em, mà bị người em nói là một câu mà người chị tổn thương, chung lòng xuống, thì cái chung lòng xuống đó, cái tổn thương của người chị đó là do thứ nhất, người chị đó có cái tôi sở hữu lên người em, nó là em mình, và mình phải làm sao cho nó nó khỏe, nó tốt, nó giàu, nó đẹp, để cho thông qua nó mình có cảm giác là mình nhiều hơn mình là. Giống như người mẹ thương người con, thông qua đứa con đó, người mẹ hay người cha họ có nhiều hơn họ là. Thấy con mình giàu, tự động mình cũng giàu. Thấy con mình sang, tự động mình cũng sang. Cho nên mình cố gắng cho đứa con mình nó làm cái điều mình một đời làm cũng được, thì thông qua nó thì mình cũng được giống như nó. Bây giờ nó không được, nó không làm, tự động mình cảm thấy tổn thương. Mình có cái tôi sở hữu lên như cái người thương, và họ không làm cái điều của mình muốn, nó mình bị tổn thương. Tức là thương yêu có sở hữu, có chủ quyền. Thương một người mà chủ quyền với họ, thương một người mà biểu họ làm theo cái điều mình muốn, nhất định mình tổn thương. Thì họ thích làm cái điều họ muốn, mình cũng thích làm cái điều mình muốn, vậy mà mình không thích họ làm cái điều họ muốn. Khi mà mình không thích họ làm cái điều họ muốn thì lúc đó họ sẽ làm cho mình tổn thương. Bởi vì cái điều họ muốn mình không thể ngăn cản, và mình cứ bị tổn thương biết. Bây giờ họ làm biết cái điều họ muốn, mình không thể ngồi đó mà biểu họ theo ý mình muốn được. Mà thương yêu như vậy là mình thương họ chăng? Không, mình ích kỷ, mình muốn họ theo ý mình là không phải thương yêu. Như vậy, thương cái tình thương thứ nhất là tình thương ích kỷ, tình thương đặt cái chủ quyền của mình lên rồi mình biểu họ theo ý của mình. Tình thương đó là mình sẽ có cơ hội tổn thương hết lần này đến lần khác. Cái tổn thương thứ hai cũng là cái chùng bước chân thứ hai, cái nặng lòng thứ hai là do mình thương cái người em của mình. Mình giúp nó cả một đời, làm gì mình cũng cần, mình cũng giúp hết, mình làm hết, khỏi cần ra lớp, khỏi cần mở miệng xin là mình cũng sẵn sàng giúp luôn. Người bạn mình, người chị, người anh, người cha, người mẹ gì đó, người mà mình thương mình sẵn sàng giúp mà không cần họ mở miệng. Nhưng cuối cùng mình lại họ, bởi vì cái gì cũng miễn phí hết, tăng trưởng lòng tham của họ lên thôi.
Mình không cho họ cái cơ hội đau khổ để họ trải qua cái đau khổ đó mà họ sâu sắc cuộc đời của họ. Mình cũng gì trải thảm cho họ đi hết. Sau này cả một đời mình mới hối hận, à xưa này mình phải giúp, mình hại đời người ta. Thì trong lúc đó mình tổn thương cho chính mình, rồi mình thương thực sự mình muốn họ tốt, nhưng mà tình thương của mình nó không có trí tuệ khiến cho họ mất đi cơ hội trưởng thành qua những đau khổ mà mình cứ mất. Đáng lẽ là họ phải vỡ nợ, họ phải khôn ra, họ phải sử dụng đồng tiền nó có trí tuệ, nó có công đức, nó đi làm việc thiện. Từ này nó thiếu tiền nó chưa nói mà mình sẵn sàng đắp vô, và hết cái đau khổ này đau khổ khác chuẩn bị nó được trải nghiệm, mình san bằng hết. Một con người nó phải có một cái hình dạng đau khổ nhất định nào đó của cái người đó. Là nếu mình thương quá cái mình san bằng hết, mà mình nghĩ mình giúp họ, đúng, mình đang hại họ. Nhất là cha mẹ như những đứa con của họ, không cho con họ trải qua một cái dạng hình thức đau khổ biệt nghiệp riêng của đứa con đó, là vô tình hại đứa con đó chứ không phải giúp. Thì hai cái loại tổn thương đó là do mình. Một là mình thương vị kỷ bản ngã mà mình muốn họ theo ý mình. Hai là mình cũng thương họ thật nhưng mình không có trí tuệ khiến mình hại họ cả đời, tới chừng già hay lớn tuổi rồi mình mới nhận ra quá muộn. Mình hại một người bằng cái tình thương không có trí tuệ nhiều lắm. Khi mình thương một ai đó quá là mình chỉ muốn thấy họ hạnh phúc thôi, còn cái câu chuyện sau đó kệ. Mình chỉ cần nhìn họ vui vẻ hạnh phúc thôi là mình vừa lòng. Nó nguy hiểm. Nên sau này mình mới thấy rằng đúng là mình thương hại họ chứ không phải là mình thương, vừa thương mà vừa hại họ. Thế nên là khổ đế phải cho họ thấy được cái khổ đế, rồi mình san bằng cái khổ đế hết. Thế họ không bao giờ mà bỏ cái tập đế là nguyên nhân của khổ, thì họ cứ khổ hoài bằng cách là tạo ra cái khổ miếng, tạo ra cái nguyên nhân của khổ miếng. Cái vấn đề của một con người là phải thấy cho ra cái khổ đế. Nếu khổ đế nhỏ nhỏ mà không thấy nha, là sẽ gặp một khổ đế lớn. Mà nếu khổ đế lớn mà không thấy sẽ gặp một khổ đế lớn hơn. Cho đến khi nào mà mình không cần và không chịu nổi cái khổ của thế gian này nữa, lúc đó mình mới hết khổ, mới hết tạo ra cái nguyên nhân của đau khổ. Cho nên mình thương một ai đó, khi thấy họ khổ đừng có vội xấu sang lại. Ông thầy tu không nói chuyện gì kỳ ta, nói chuyện gì mà sắt đá mà vậy. Mà con nuôi con dẫn đệ tử xuất gia 20 đứa toàn là nữ, đứa nào mặt mày như hoa khôi, wow, rất xinh đẹp. Không biết mẹ con thương người ta, một trong những đứa đó là con hài, phải không? Mấy con đệ tử nam, sư phụ nam còn trẻ, nó họ người ta người nữ bỏ cha bỏ mẹ đi tu vô nương ông thầy. Nếu như mà con thể hiện cái tình thương con ngọt ngào cho một ai đó, một trong những đứa đó, giúp nó hay hại nó? Hại chắc luôn. Con thương nó không? Thương. Nhưng mà thể hiện tình thương đó ra cho nó biết là sao? Hại nó. Cho nên khi mà thấy nó khổ, để cho nó khổ. Người thầy đặc biệt trên đời này, dù là đi vô trong chùa ở hay là ở ngoài đời, vị thầy đầu tiên phải là mang tên khổ đau. Nếu không trải qua vị thầy mang tên khổ đau thì không bao giờ gặp được người thầy mang tên giác ngộ. Ai đi chùa giác ngộ rồi? Cho nên khi thấy mình thương ấy, khi thấy mình, khi mà mình thương một ai á, khi mà họ đau khổ đừng có sống sang lòng. Đừng sống sang vậy là vô tri vô giác thầy. Đừng sống sang thương mà sao không sống sang. Không sống sang thì đâu có thương. Sống sang, sống sang trong lòng chứ. Nhưng mà bằng trí tuệ nhìn cho sâu vô ha. Đừng có vội vàng giúp chưa đúng nơi đúng lúc. Đó là cơ hội để cho họ thức tỉnh cái mê mờ, để họ bỏ cái tập đế, họ không có tạo ra cái khổ đế nữa. Con nói với chị hai của con, cho hai đứa con của chị đó, một đứa đi làm ve chai đi, một đứa đi bán vé số, không dám cho.
thấy nó đói, thấy nó nắng mưa, thương quá, cưng 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 cưng. Cưng như vậy là hại người ta. Bởi vì đời nó đâu có cưng 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 đứa con mình đâu, phải không? Cho nên là Phật dạy đệ tử của Phật nè, ai thương chúng sinh bằng Phật thương. Nhưng Phật dạy đệ tử này, mấy ông tôi thương mấy ông vô cùng, nhưng chế là 250 giới. Má chừng chơi không? Muốn làm đệ tử Phật không? Phật thương không? Thương. Muốn làm đệ tử Phật không? Giữ 250 giới là cái ngộ của mình. Không làm được gì hết. Vô rừng ở, vô rừng ngủ gốc cây, bay bình bát, đầu tròn áo vuông, đi xin ăn người ta nữa. Thương, thương không? Phật cũng thương quá, biểu mình bỏ hết cha mẹ, bỏ hết mọi thứ về xin ăn. Thương một người học biểu mình đi xin ăn. Hả? Thấy Phật thương không? Chứ đâu phải Phật thương cái Phật đầy đủ công đức trí tuệ vô cái Phật một cái gì ra thần thông mới ngồi để ăn đi con, người ta có phước nhiều lắm, ăn 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 no đi ngủ. Hễ mà theo Phật một cái là thôi khổ thí mù luôn. À, đi xin ăn rồi thì còn cái gì khổ bạn không? Còn gì khổ bạn? Vậy mà mình thương một người cái mình lụi bụi lật bật sao? Dẹp hết đau khổ của họ qua một bên. Có thôi nha. Hãy học cách của Phật thương. Thương một người là chế ra 250 giới cho họ. Phật thương một người đệ tử xuất gia của Ngài đó, là thương cái này nè. Mới vô chưa có khắt khe, không thể khắt khe được với cái người mà cái bản lĩnh tu hành của họ mới ở trình độ C thôi, thì phải từ từ lên B lên A từng bước một. Mới vô á, họ năm giới á, rong rong còn cái chấm tóc ra vui vui cười cười được, nửa cái lên. Phật càng thương thì giới càng nhiều, còn mình càng thương thì mình cho người thương mình càng sướng. Phải không? Ông chồng cũng về đó, cái dép mình cũng bỏ vô, áo mình cũng giặt, chén bát thì mình cũng rửa, mình làm hết, mình cũng phụng hết. Cuối cùng cái mình biết ông chồng mình thành tinh vô sự, vô tích sự. Nếu mà một người vợ mà thương người chồng mà không khéo léo, theo cái truyền thống của Việt Nam là biến một người đàn ông thành một con người mà sau này mình không muốn nhìn thấy. Bởi vì người vợ thương người chồng quá, thương quá à. Chừng thương người chồng bao nhiêu, thương đứa con bấy nhiêu, cái lo hết mọi thứ. Nguy hiểm, nguy hiểm. Cho nên là nếu mà mình không hiểu được Đức Phật thương mình, lý do vì sao mình tu lâu dài không được. Ông ơi, Phật ơi, con không có ở ngoài đời, con chạy vô đây, cái con đi xin ăn, cái ngủ dưới gốc cây, không có gì khác hết. Rồi ăn và trật và dù, bữa có bữa không, cứ rồi sáng rau, chiều rau, tối rau, nhìn cái mặt là toàn rau, xanh giống như rau. Không chỉ chơi khổ vậy, mình nghĩ không ra, mình phải nghĩ cho ra là tại sao bậc thầy của trời người mới đi hành hạ chúng sanh này. Ở trên cái trái đất này, người ta có vợ, có chồng, có con, có cái, có hạnh phúc gia đình họ, không bắt họ đi xin ăn chay nằm đất, đi vô rừng ngủ, bay bình bát, bận là sắp lên sắp xuống, không còn gì, có hai màu, làm gì chi cực chứ. Nghĩ thử có lý gì trong đó không? Có lý hướng lắm. Lý thế này, thấy được ông Phật cũng thương mình à. Nếu không á, không có lạy Phật được. À, trên thế gian này nếu như có một người nào đó thương chúng sanh, mà thương cuối cùng chúng sanh không còn gì hết, mà bị chúng sanh nó đi xin ăn luôn, mà chúng sanh nó vô nó vẫn lạy cái ông đó, chỉ có ông Phật. Thương một người mà họ làm, họ
họ biểu mình là vứt hết, là nghèo nhất thế gian này, mà cái người đó vẫn vô lạy cái người mà dạy mình đó, chỉ có ông Phật. Rất là vậy mà. Bởi vậy cho nên mình thương một người, mình cho hết người đó đủ thứ trên đời hết, mà cuối cùng họ không về, họ không lạy mình, mà họ không nói vô mặt của mình những cái câu tan vỡ lòng. Phải không? Vì sao? Vì mình làm lớn lên lòng tham của họ. Lòng tham mà lớn à, mình phục vụ không đủ nữa, thì là do mình bắt đầu từ cái nhân đầu tiên. Thương họ là giúp cho họ bớt cái nguyên nhân tạo ra đau khổ, chứ đừng có thỏa mãn như là kết quả thỏa mãn cái nguyên nhân đó. Thỏa mãn lòng tham là đang hại họ, hại họ thì họ về họ trả lại cái quả đó thôi. Nên thấy Phật thương mà học cách thương như Phật, tức là thương như Phật thương, tức là thương mà mình không tổn thương, mà người không tổn thương á, thì hễ mà thương ít ít á thì năm giới thôi, thương lên chút nữa 10 giới, thương lên chút nữa 250 giới, thương lên là 250 giới, 10 giới là nghĩ cho người đó có vợ có chồng luôn, nghĩ cho người đó ở với ai luôn, ở một mình ở trong rừng ngủ gò má luôn, ngủ dưới cây luôn ngày bữa thôi, cái đói đói khổ khổ biết vậy. Càng thương thì càng lựa chọn cái khó khăn của cái thân này tặng cho người đó, để người đó vượt lên trên cái khó khăn một cách có lựa chọn đó, thì cái tâm của họ không có bị động mà khổ đau. Còn mình sung sướng quá là cái tâm nó bị chấn động, nó bị khổ đau bất kỳ lúc nào do những cái thứ mà mình hưởng thụ, nó làm cho mình cảm thấy tan vỡ khi nó vô thường thay đổi. Khi người mà đem cho mình hạnh phúc, khi cái thứ mà làm cho mình cảm thấy an lành, bình yên mà nó thay đổi một cái là lòng mình tan nát. Mà nó có báo trước không? Không. Cho nên những cái hạnh phúc mà bên ngoài kia đem vô trong đây là những cái hạnh phúc nguy hiểm vô cùng. Anh không biết vậy, cho nên ai mà nói thương con một cái là thôi, trời một cứu, sợ lắm. Vì sợ ai? Mình sợ những thứ đó rồi nó thay đổi, và nếu mình dính mắc vô, tan vỡ lòng khi nó không còn nữa. Mình sợ phải mình tốt đẹp gì đó, mình sợ bởi vì mình cũng yếu đuối, cho nên mình không dám dính vô. Ngay từ đầu, hễ có bắt đầu là có kết thúc. Nó báo trước còn đỡ, không nào báo. Mình cứ có rồi cái mình lo lắng nha. Khi mình có một cái gì đang ngọt là cái tâm mình lập tức nó lo lắng. Khi mình có một cái gì đó giá trị là tâm mình lúc nào nó phập phồng ở trong cái trạng thái sợ mất. Khi chưa có vàng thì đi tìm vàng, đi tìm thì khát khao muốn được. Hãy được rồi là mình muốn chiếm hữu, muốn khống chế. Và khi khống chế mà hưởng thụ một cách tối đa công sức rồi thì mình ngán ngẩm, mình chán chường. Mình thương một người phải không? Mình muốn khống chế họ không? Thương một người là điện thoại của ông đưa đây tôi gọi. Tại sao hôm nay tôi gọi mà ông bắt máy? Sáng nay nhắn tin mà chiều nay mới trả lời. Sao đi đâu mấy hôm nay mà không có gọi điện gì cho tôi? Tại sao tối nay về tối có vậy? Đó là muốn khống chế người ta. Cho nên hễ có vị ngọt đi tìm không có thì cảm thấy mình bất hạnh, mà hễ có được rồi á lập tức lo lắng. Nó là một tiến trình tâm bắt buộc chúng sanh phải có. Cho nên muốn không có lo lắng, đừng có đi tìm vị ngọt. Mà tìm vị ngọt không ra là đang cảm ơn đi nha. Bây giờ có ai đang đi tìm vị ngọt không? Có ai tìm không ra mà cảm thấy mình bất hạnh không? Mà lên chùa lạy Phật đó, năm nay cho con cầu giật cầu duyên. Ông Phật ông bỏ duyên, mà mình xin ổng cái duyên, cái thứ ổng bỏ là mình vô duyên. Ông ngồi đây mỉm cười, mày vô duyên, mày cào tao là mày vô duyên rồi. Tao bỏ duyên mà mày cầu duyên, có nó cho. Ông không thể cho những thứ ông bỏ được.
Có vị ngọt là tâm nó lo, mà tâm nó lo là tự động nó muốn kiểm soát để chi nó an toàn. Mà hãy kiểm soát, kiểm soát mà được rồi đó, lỡ mà họ nợ tình mình, kiểm soát được rồi thì sao? Bà là của tôi á, tôi có thể xài bà bất kỳ lúc nào ở đâu theo ý tôi muốn. Như là cái tủ lạnh thích tôi mở tôi đóng, thích tôi mở để luôn, tốn điện chứ. Khi mình xài một ai đó mà không theo như ý mình muốn, mình lo lắng sợ họ mất, sợ mất cái gỗ quý đó, sợ mất cái vị ngọt đó, sợ mất cái đông vàng đó. Nhưng mà khi xài họ không theo như ý mình muốn, bắt đầu mình kiểm soát mà theo như ý mình muốn rồi, mình xài bất kỳ lúc nào mình xài hoài, càng ngọt là mình xài càng nhiều, giống như sầu riêng, càng ngon ăn thì càng nhanh chán. Hay cái gì mà nó tự do để cho mình bóc lột, mình sở hữu thì mình càng nhanh chán. Mà khi mình chán rồi thì sao? Sầu riêng là mình ăn một muối nó ngon, chứ bây giờ khi mình ăn một muối nó chưa ngán thì mình nghĩ mình ăn chắc chục muối được. Khi mình ăn muối rưỡi cái nó ngán, để một muỗng mình đó nữa, mình ăn nữa không? Nó kè kè mình đó, thôi ngán mà sợ. Thì nó thành ra ngán ngẩm. Nên là tiến trình của nó này nha, tìm vị ngọt bên ngoài nè, khát khao tìm thấy vị ngọt. Tìm vị ngọt rồi lo sợ vô cùng, lo sợ cho nên bất an, bất an cho nên ích kỷ, ích kỷ cho nên họ cho mình bao nhiêu mình nhận mà mình cũng thấy đủ, rồi mình kiểm soát họ. Rồi khi mình kiểm soát họ mà được thì mình bóc lột đến tận cùng. Rồi khi mà bóc lột hết rồi, cảm giác thừa thải, nó dư giả, nó sở hữu, cảm thấy nó không còn cần tới nữa, cái tâm nó ngán ngẩm, sinh ra chán chường để kiếm cái vị ngọt khác. Còn khi mà mình bóc lột được, còn khi mà mình bóc lột không được, và khi mình bóc lột không được là bởi vì nó cũng may mắn là bởi vì họ không theo ý mình, cho nên một khoảng thời gian mình phải cố tình đi kiểm soát họ. Mà kiểm soát họ ban đầu ha, họ còn cho mình kiểm soát là bởi vì sao? Mình vẫn còn mang tới vị ngọt cho họ, cho nên mình nói gì họ nghe đâu. Nhưng tới chừng họ cảm giác là họ muốn tự do nhiều hơn là vị ngọt mình cho, thì lúc đó mình kiểm soát họ hơi khó. Điện thoại đâu đưa đây, mắc mớ gì kiểm soát hoài vậy? Xong tôi thương mà cứ không tin mà cứ đi kiểm tra hoài vậy, xong cái họ tổn thương. Thấy không? Mình thương nhau mà mình đi kiểm soát nhau hoài tổn thương. Thứ tổn thương nhất trên đời này là cái người mình thương hết lòng mà họ cứ nghi ngờ mình biết. Phải không nào? Mình cứ hết lòng mà họ là cái nghi ngờ. Vì sao mình nghi ngờ? Vì mình có một cái thứ vị ngọt quá ngọt. Mà khi nó quá ngọt là mình rất là lo lắng. Mình rất lo lắng tâm mình bất an. Tâm mình bất an, họ cho bao nhiêu mình cũng hay thiếu. Họ có cố gắng giải thích bao nhiêu thì mình càng nghi ngờ bấy nhiêu. Họ làm 10 điều mình không cảm ơn, họ không làm một điều thôi mình nghi ngờ. Họ tổn thương không? Họ tổn thương vô cùng. Hệ tâm bất an là lập tức mình lo lắng. Mà lo lắng là mình nhận họ rất nhiều, nhưng mà mình rất là vô ơn, bởi vì mình vô tình lắm, mình vô tâm lắm với những gì họ cho. Cái lòng tham nó nhiều quá, thấy bao không bao nhiêu đủ hết rồi. Cho nên hễ mà cái tâm nó bất an là nó sinh ra cái vô tình, vô nghĩa, vô ơn. Mà khi mà mình vô ơn với họ, họ cho hoài mà mình cứ vô ơn nghi ngờ họ, họ ở cả đời họ cho mình không? Không. Lúc đó mình cố kiểm soát nữa, một ngày nào đó họ sẽ lên tiếng. Và kiểm soát nó sinh ra cãi vã giận hờn. Cãi vã giận hờn rồi nó sinh ra kết tội đổ lỗi, do anh làm cho tôi khổ. Nếu khổ này là anh phải chịu trách nhiệm, do anh không làm những cái điều mà tôi mong đợi. Và cãi vã giận hờn xong rồi nói anh là cái người phải chịu trách nhiệm cho nỗi khổ của tôi. Tôi là thẩm phán và tôi cũng là bị cáo, tôi cũng là nạn nhân, và anh là bị cáo gây ra cái nạn nhân, và tôi cũng là thẩm phán tố cáo anh mang tội luôn.
Và khi mà họ thương mình mà họ không nhận được cái sự hạnh phúc từ mình mang lại như là lời cảm ơn, mà cuối cùng họ lại nhận lại những thứ khó chịu, cáu gắt, nặng nề, tố cáo của mình nữa, họ tổn thương vô cùng. Và lúc đó hai bên sẽ bắt đầu hận thù và trả đũa. Tình thương chính thức biến thành hận thù. Phải không? Đó. Con hiểu như vậy. Cho nên con biết tình yêu nam nữ không thể tu hành với kẻ xuất gia. Và chính cái chỗ đó người tu phải hiểu để làm chi không có dính được chuyện yêu đương. Bởi vì hiểu được như vậy, biết yêu đương chả có ngọt lành gì. Nó đi cùng một đường là khát khao. Nó rẽ ra hai hướng, một là kiểm soát được thì nó hưởng thụ, nó bóc lột rồi nó chán chường. Hai, không kiểm soát được thì nó nghi ngờ, nó cãi vã, nó hơn thua, nó kết tội, nó đổ lỗi, rồi nó qua, nó hận thù, nó trả đũa nhau, rồi nó kết thúc điều không có hậu quả. Cái thằng ngán ngẩm và hưởng thụ quá nhiều, một cái thằng bực bội mệt mỏi với người cãi vã quá nhiều. Thầy nói với tôi sống một đời hạnh phúc vợ chồng có gì đâu. Có những cặp vợ chồng như vậy, nhưng mà có cặp vợ chồng nào không cãi vã không? Tới giờ con chưa thấy, con chưa nghe. Cho nên trước là con đang chia sẻ cái đời sống tu hành, là từ câu chuyện của người chị kia thương người em này. Và con như là một người tu thì người thương con là ai? Và con thương đệ tử của con thương Phật tử gần gũi con bằng cách nào? Để chi? Để sau này con không có tổn thương. Ngay từ đầu con phải tránh cái nguyên nhân đó đi. Là con phải thương sao mà đừng có cho họ vị ngọt, và đừng có biểu hiện tình thương con ra cho họ. Thì hai cái cách mà làm cho mình tổn thương đó là mình thương mà mình ích kỷ, mình muốn họ đáp ứng cho mình. Hai là mình thương họ, mình muốn họ tốt thật, nhưng mà mình không có từ bi khiến hại họ cả đời do mình săn bằng hết cái đau khổ của họ. Vậy cái tình thương này nè mới là cái tình thương không có tổn thương cho mình nè. Đó là họ chỉ là một cơ hội để cho mình buông bỏ cái tôi ích kỷ, cho đi mà không cần họ là ai, nhận như thế nào. Chỉ cần có một người đi qua đường xin ăn, ta cho, ta không cần biết lát nữa họ có thể đứng lên một cái chân nó giả. Hiểu không muốn nói gì không? À, thấy họ nghèo, họ đi xin ăn, đáng lẽ ra là họ nghèo thật, nhưng mà thấy họ bò lết lết, thấy họ nghèo thật, cho 5.000. Nhưng mà quay qua cái thấy nó đứng rồi nó đi, cái ngồi nguyền rủa thằng này, tao bị lừa, thứ gì kỳ cục, mất công đức của 5.000 đó rồi. Như vậy là do người ta nghèo mình mới từ bi hả? Vậy mà lòng từ bi của mình lòng từ bi dã man, muốn người ta thiệt là khổ để cho cái đồng tiền mình giá trị, để cái lương tâm mình chỉ có 5.000 mà thỏa mãn được. Ô, người ta nhận được 5.000 đó cho nên ta là kẻ ban ơn. Phải nghèo như vậy nha, phải lết đúng như vậy á, để cho 5.000 người ta cho nó giá trị. Mày đứng lên đi, ta khó chịu ạ. Có không nè? À, nhưng mà khi mà họ đứng lên đi thì mình nên sao? Nên mừng hay nên vui? Nên mừng hay nên buồn hay nên vui? Nên buồn hay nên vui? Nên buồn hả? Nên buồn là tâm lý thật hay là tâm lý không thật? Ý là khi mà mình cho họ 5.000 trong lúc họ bò, xong cái họ đứng lên, thì tâm lý đó là buồn là tâm lý thật hay là tâm lý là hầu hết của tất cả mọi người, đúng không? Như vậy á, mà không ngờ mình phản ứng khó chịu liền. Nhưng mà cái nên ở đây là mình nên buồn hay nên vui khi thấy người ta đứng dậy? Nên vui bởi vì anh ta sao? Không có bị giống như mà mình thấy. Bộ anh ta ăn 5.000 của mình, anh ta nói đó. Vậy mà thấy người ta đứng lên cái mình nguyền rủa người ta. Thằng này ta nguyền cho nó bò luôn. Tức là cái tình thương của mình đó nha, là nó trục trặc lắm. Cho nên con phải cẩn thận cái tình thương của con. Sau đó mà con coi cái đối tượng con thương đó như là cơ hội để con buông bỏ cái lòng tham, cái tôi ảo tưởng bản ngã của mình. Còn cái đối tượng nhận không quan trọng lại.
Có một người nhận cái thứ để mình buông cái thứ dính mắc trong tay của mình đáng quý. Đó gọi là bố thí ba la mật. Ai cũng được hết. Cho trúng cái người giàu đại gia mà 5 triệu cũng được. Vì sao? Họ đâu cần nhận cái vật chất ở đâu. Cái thứ mà họ nhận đó là một cái tấm lòng để mà mình nghĩ tới họ đó. 5 triệu đó đâu có mua được cái tấm lòng của mình cho họ. Mà họ nhận ra cái 5 triệu đó, mình cảm thấy họ giàu quá, họ không xứng đáng nghèo để cho 5 triệu của mình thì không đúng. Như vậy, cái chuyện mà có người nhận nó là ai, đừng quan tâm là người ta giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, nam hay nữ, mà đó là cơ hội để cho mình buông đi cái tôi ích kỷ tham lam của mình. Đó là hạnh bố thí trong lục đạo ba la mật. Mà phải là ba la mật, tức là đừng quan trọng cái đối tượng nhận. Thầy ơi, nói vậy là cứ đại, cứ ra đường cho đại giải dân, biến người ta thành kẻ ăn xin hết sao? Mình đâu có khờ đến mức đó. Nhưng mà cái tác ý tâm của mình đó là không có phản ứng khi mình đã thực hiện một hành động mang cái nội dung từ bi, thì đừng có hối tiếc và đừng có nguyền rủa, đừng có hồi hay. Cho cái người nhận thì cứ cho họ, nó nhận rồi là phần thưởng cho mình chứ không phải cho họ nữa. Bởi vì mình đã buông ra được, cảm ơn cái người nhận đó. Còn dĩ nhiên khi mà mình thấy được cái đối tượng như thế nào là mình biết liền. Còn nếu như mà mình không biết thì sau đó là mình đừng có phản ứng, đừng có hối tiếc. Thì cái cách của con là con biết con sẽ rất là dễ bị tổn thương. Con là người sống rất là tình cảm. Bây giờ hồi nhỏ giờ dường như là thiếu cái tình cha và mẹ đi xa, cho nên đứa con trẻ không có được ôm ấp. Cho nên hãy con thấy một người lớn là con cứ chạy tới ôm à. Nhớ vậy. Khi một đứa bé thơ mà nó không được ôm đủ, nó lớn lên giống như chú tiểu ở chùa, thấy người thầy nào hiền hiền, thấy Phật tử rồi đó cứ chạy tới ôm biết. Nếu mình không hiểu thì nó cứ mình hất nó ra, cũng nên hất nó ra nếu cái tuổi đủ lớn. Nhưng mà phải hiểu được là cái sự sống của một đứa bé thơ, nếu mà nó chưa đủ tuổi khoảng 11, 12, 13 trưởng thành ấy, một chút ấy, khi hai sự sống chưa độc lập với nhau mà người mẹ đã xa quá sớm, thì cái đứa con đó cái năng lượng thương yêu để trưởng thành như là một con người trọn vẹn của trái tim không méo mó chưa có đủ, thì nó sẽ rất là dễ tổn thương. Nó cứ đi khao khát, đi tìm kiếm tình thương một cách vô thức, cứ đi trong người nó hoài. Hiểu cái đó chứ. Cho nên con biết, con cũng vậy. Nên vậy đó. Cho nên con rất là sợ mình sẽ làm cho mình tổn thương bằng cách mình đi tìm vị ngọt tình thương. Mấy cái mình thương quá là mình sẽ tổn thương cho ai hết. Cho nên cái gì nhanh á, nhanh đến thì nhanh đi. Cái gì nó càng đậm á thì nó nhanh nhạt. Cái gì nó vội vàng thì nó nhanh tắt. Cái gì có một chút thôi để mình còn có đường lui. Đừng có mà bỏ hết con tim của mình vô trong đó, xong rồi hy vọng họ làm theo cái điều mình muốn. Họ không có làm được. Mà nếu họ làm được cũng đừng có vui mừng. Mà họ làm được thì mình tham, mình dính mắc vào trong đó cứng nhắc. Mà họ không làm được thì mình sân, mà nói họ phản bội và vô ơn với mình. Hễ mà hứng nó bên ngoài tìm cái vị ngọt hạnh phúc, từ đường nào mình cũng đau khổ. Nếu mình tạo tác cái tập đế là nguyên nhân gây đau khổ. Nên cái đời sống của người tu là đời sống như cái gì biết không? Vô tâm, vô tình, vô cảm với tất cả mọi cái tình thương của thế gian. Không có cảm xúc. Thì mới mong tu được thẳng được. Và hàng ngày con điều nguyện làm sao đó, con không có gặp cái con người mà kiếp trước đã từng vợ chồng với mình, sinh ra kiếp này chướng ngại đường con tu. Cái đó là cái thứ đáng sợ nhất. Lãng vãng mà gặp họ kiếp này rồi phải trả nợ cực. Cho nên bao nhiêu công đức tu hành đang nguyện tạo cho con một cái không gian từ trường để cái người không cần thiết trên đường tâm linh nguyện cc rằng bên cho con đi tiếp. Mình đâu biết được, mình không có biết được mình nợ họ bao nhiêu và họ nợ mình bao nhiêu. Nên đường tu này trông gai lắm.
xê xê ra, né nó một chút thôi, và mình lấy thế mình chạy luôn. Phải cẩn thận.